Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Máy lọc nước điện giải Kangen sản xuất tại Nhật Bản, một sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột. Sử dụng nước điện giải Kangen còn giúp giảm cơn hen suyễn, ngăn bệnh tiểu đường, giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ bị bệnh gout. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Hiện chúng tôi đang có giá ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Vietplay TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hoàng Yến qua số 0403 982 988. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Vietface TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Vietface TV, thông tin về cuộc xung đột tại giải Gaza tiếp tục là bản tin hàng đầu của hầu hết các cơ quan truyền thông tại Úc cũng như trên toàn thế giới, khi mà cuộc chiến ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau khi cuộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Al-Ali, Al-Arabiya ở giải Gaza vào đêm 17 tháng 10, khiến gần 500 người tử vong. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ IDF của Israel đã tuyên bố thành lập một vùng nhân đạo để có thể tiếp nhận viện trợ quốc tế cho người dân Palestine. Trong băng giao quốc tế, Canberra tuyên bố các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại đối với Iran vì vai trò của họ trong các chương trình hạt nhân và tên lửa. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ chiều hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là những tin liên quan đến cuộc xung đột tại giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel. Tổng thống Biden đã đến thủ đô Tel Aviv của Israel, bắt đầu chuyến viếng thăm Israel và sau đó sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Ai Cập về chiến sự tại giải Gaza. Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong nhiều năm qua, nhằm thể hiện sự ủng hộ và tình đoàn kết của chính phủ Mỹ với chính phủ Israel trong cuộc chiến chống lại phong trào lực lượng Hamas tại giải Gaza. Trước chuyến thăm của Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có hai lần đến Israel vào ngày 12 và 16 tháng 10 vừa qua, đồng thời có chuyến công du một loạt quốc gia khu vực, trong đó có Jordan, Saudi Arabia và Ai Cập, để thảo luận về tình hình chiến sự tại Gaza, bao gồm việc mở hành lang nhân đạo và trả tự do cho các con tin người Mỹ bị Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào miền nam Israel sáng ngày 7 tháng 10. Dự kiến ngày 21 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh về chiến sự Gaza do Ai Cập tổ chức. Đây là hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên được lên kế hoạch tổ chức sau khi nổ ra xung đột đẫm máu giữa quân đội Israel và phong trào Hamas ngày 7 tháng 10. Báo cáo chưa đầy đủ mới nhất cho biết, tổng thương vong về cả hai phía đến nay đã lên đến gần 20.000 người, cao hơn tất cả các lần đụng độ từng được ghi nhận trước giữa hai bên kể từ năm 2005, khi quyền kiểm soát dải Gaza được trao trả về cho người Palestine. Phong trào Hồi giáo Jihad bị Israel cáo buộc tấn công vào bệnh viện tại dải Gaza. Lực lượng phòng vệ IDF của Israel ngày hôm qua 18 tháng 10 khẳng định cuộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Al-Ali, Al-Arabiya tại dải Gaza vào đêm 17 tháng 10 khiến gần 500 người tử vong là do phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad thực hiện. Trong buổi họp báo tại thủ đô Tel Aviv, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng hệ thống radar của lực lượng phòng vệ IDF đã ghi nhận được các vụ bắn tên lửa của Izzat từ dải Gaza sang Israel vào thời điểm bệnh viện Al-Ali bị tấn công, và một trong các tên lửa đã đánh trúng bệnh viện này. Tuy nhiên, chính quyền Palestine, truyền thông và nhiều nhà phân tích khẳng định cuộc tấn công là do không quân Israel thực hiện. Các nhóm vũ trang tại dải Gaza hoàn toàn không có khả năng sở hữu loại tên lửa uy lực và có sức công phá lớn có thể gây nhiều tử vong như vậy. Phản ứng về vụ tấn công,
Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều cuộc biểu tình lớn với hàng nghìn người tham gia đã nổ ra tại thành phố ở quốc gia khu vực như Jordan, Tunisia, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. để lên án cuộc tấn công. Thông điệp chung trong các cuộc biểu tình này là kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp, ngăn chặn quân đội Israel tiếp tục thảm sát người Palestine. Israel lập vùng nhân đạo sau thảm kịch đẫm máu ở Gaza. Quân đội Israel vừa thông báo thành lập vùng nhân đạo ở khu vực Nam dải Gaza sau thảm kịch xảy ra tại bệnh viện Al-Ali khiến gần 500 người thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ IDF của Israel đã tuyên bố thành lập một vùng nhân đạo để có thể tiếp nhận viện trợ quốc tế cho người dân Palestine. Vùng nhân đạo được thiết lập sau nhiều ngày đàm phán giữa Israel, Ai Cập và Mỹ cùng một số bên khác. Tuyên bố của IDF cũng lưu ý là họ sẽ để nguồn hàng viện trợ gồm nước, thực phẩm và thuốc men được cung cấp cho dân thường ở phía nam dải Gaza, miễn là chúng không rơi vào tay lực lượng Hamas. Israel cho biết thêm sẽ không cho phép tiếp tế từ lãnh thổ nước này cho tới khi Hamas thả tất cả con tin. Ngoài ra, Israel cũng đề nghị Hội Chữ Thập Đỏ tới thăm những người bị bắt cóc và đang nỗ lực huy động sự hỗ trợ rộng rãi từ quốc tế về vấn đề này. Thông báo của Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden họp với Thủ tướng Netanyahu tại thủ đô Tel Aviv. Ông Biden khẳng định sự ủng hộ với Israel, nhưng cũng nhấn mạnh họ cần tuân thủ luật chiến tranh, tránh để cơn thịnh nộ làm mất lý trí. Tin bang giao quốc tế, Canberra tuyên bố các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại đối với Iran. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt, cấm đi lại đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Theo tuyên bố này, thì ba cá nhân mới của Iran và 11 thực thể đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính có chủ đích và cấm đi lại vì vai trò của họ trong các chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Penny Wong tuyên bố các hình phạt trên cũng đã được áp dụng đối với 19 cá nhân và thực thể Iran trong các hành động phản ánh các đối tác quốc tế như Liên minh châu Âu. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm Iran sẽ dỡ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân thông qua kế hoạch hành động toàn diện chung. Một trong các điều khoản được đưa ra là Iran sẽ phải cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế gọi tắt là IAEA xác minh tiến trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi Iran tuyên bố họ không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được biết đến, thì IAEA lại phát hiện nước này có tới 18 cơ sở hạt nhân và 9 địa điểm bên ngoài các cơ sở dưới sự bảo vệ của IAEA. Do đó, Ngoại trưởng Penny Wong đã kêu gọi Iran chấm dứt các hành động leo thang trong chương trình hạt nhân và tái cam kết tuân thủ đầy đủ các cam kết liên quan đến hạt nhân. Các lệnh trừng phạt được đưa ra khi căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Israel và Gaza. Iran đã khiến cộng đồng quốc tế lo lắng với những lời đe dọa tham gia vào cuộc xung đột thông qua nhóm chiến binh Hezbollah được nhà nước hậu thuẫn. Kế đến là tin an ninh quốc phòng, triệt phá đường dây trùm gián điệp Trung Quốc tại Úc, điều chưa từng có. Giám đốc cơ quan tình báo quốc nội ASIO, ông Mike Burgess vừa tiết lộ một mối đe dọa gián điệp đã bị phát hiện tại một viện nghiên cứu hàng đầu ở Úc, và vị học giả này được cho là bậc thầy gián điệp do Trung Quốc tuyển dụng. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm tình báo Five Eyes tại California, ông Mike Burgess đã chỉ trích mô hình kinh doanh của Trung Quốc trong việc sử dụng hoạt động gián điệp để đạt được lợi thế toàn cầu. Ngoài ra, ông Burgess cũng cáo buộc Trung Quốc đã trộm cắp tài sản trí tuệ ở quy mô chưa từng có. Phát biểu trước giới truyền thông, ông Burgess cho biết, mặc dù tất cả các quốc gia đều có hoạt động do thám, thế nhưng những nỗ lực của Trung Quốc đã vượt xa hoạt động gián điệp truyền thống và gây ra mối đe dọa không chỉ đối với an ninh nội địa của Úc mà còn đối với an ninh toàn cầu. Ông nói với các phóng viên rằng, chính phủ Trung Quốc đang tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và chuyên môn, tinh vi, quy mô và lâu dài nhất trong lịch sử loài người. Và đây là điều không thể chấp nhận được và cũng là điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Ông nói thêm rằng, chỉ tháng trước, ASIO đã trục xuất một công dân Trung Quốc khỏi nước Úc sau khi phá vỡ âm mưu gián điệp xâm nhập vào một tổ chức nghiên cứu uy tín của Úc. Và đó là một giáo sư thỉnh giảng, một học giả chân chính đã được tình báo Trung Quốc tuyển dụng. Ông Burgess cho biết, âm mưu gián điệp đã bị phá vỡ
và nhà khoa học này đã bị trục xuất khỏi Úc trước khi có bất kỳ tổn hại nào có thể xảy ra. Các quan chức tình báo Anh, Canada và New Zealand lần đầu tiên bày tỏ mối lo ngại tương tự về Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức công khai tại thung lũng Silicon. Ông Burgess kết thúc bài phát biểu của mình rằng, mặc dù hoạt động gián điệp xảy ra hàng ngày ở Úc và các quốc gia trong nhóm Five Eyes, nhưng họ sẽ gặp và đánh bại mối đe dọa này nhờ mối quan hệ đối tác tình báo mạnh mẽ. Ông cho biết các cuộc thảo luận sẽ nâng cao nhận thức về mối đe dọa và cải thiện khả năng phòng thủ. Tin thị trường bán lẻ, chính phủ khôi phục chế độ giám sát giá vé máy bay của ACCC. Một chế độ giám sát giá vé máy bay của Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh Người tiêu thụ ACCC đã hết hiệu lực vào tháng 6, sẽ được chính phủ khôi phục trong bối cảnh giá vé máy bay liên tục gia tăng trong thời gian qua, gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng tại Úc. Cơ chế giám sát vé máy bay do Ủy hội ACCC điều hành đã được cựu Bộ trưởng Ngân khố trong chính phủ tiền nhiệm là ông George Frydenberg thành lập trong thời kỳ đại dịch, nhằm bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong ngành hàng không sau khi Virgin Australia tham gia quản lý. Chương trình giám sát có nghĩa là tất cả các hãng máy bay tại Úc đều phải gửi báo cáo cho ACCC mỗi tháng về các hoạt động của họ, bao gồm lịch trình các chuyến bay cũng như số lượng hành khách và hiệu quả tài chính của mỗi chuyến bay. Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào tối hôm qua thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Catherine King cho biết, việc khôi phục chương trình giám sát này sẽ bảo đảm tính minh bạch cao hơn trong lĩnh vực hàng không. Trước đó, vào cuối tháng 9, Chủ tịch Ủy hội ACCC bà Gina Cass-Gottlieb đã kêu gọi chính phủ Albanese ban hành nhiệm vụ mới cho ACCC để họ có thể kiểm tra sự cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không. Ngoài ra, một cuộc thăm dò của Thượng viện do Liên minh lãnh đạo về các thỏa thuận dịch vụ hàng không của chính phủ liên bang cũng đã khuyến nghị khôi phục lại chương trình giám sát này. Cuối cùng là tin đời sống xã hội. Công ty Ticketek Australia bị phạt nửa triệu đô la vì vi phạm luật về tư rác. Một cuộc điều tra của cơ quan truyền thông ACMA đã cho thấy gần 100.000 tin nhắn và email của Ticketek đã được gửi tới mọi người vào năm ngoái mà không có sự đồng ý của người nhận hoặc những người trước đó đã hủy đăng ký. Và đó là lý do vì sao mà công ty giải trí chuyên bán vé cho các sự kiện thể thao và âm nhạc như Eras Tour của Taylor Swift đã bị đưa ra thông báo vi phạm luật về thư rác và đã nhận được giấy phạt trị giá 115.040 đô la. Chủ tịch cơ quan truyền thông ACMA bà Nerila O'Loughlin cho biết việc Ticketek không tuân thủ luật thư rác là không thể chấp nhận được sau khi họ đã nhận được cảnh báo chính thức trước đó. Bà O'Loughlin nói rằng người Úc đã chán ngấy những kiểu xâm phạm quyền riêng tư của họ như thế này và Ticketek không có lời bào chữa nào vì điều đó đã được thông báo sau hành động cảnh báo của ACMA. Ngoài ra, ACMA cũng đã tìm thấy các email chứa các liên kết đến trang web của Ticketek và các trang mạng xã hội chứa tài liệu quảng cáo và khuyến mãi cho các sự kiện sắp tới. Điều này có nghĩa là Ticketek đã có những hành động tiếp thị mà không có sự đồng ý của khách hàng. Trong khi đó, về phía Ticketek đã lập luận là họ rất ngạc nhiên khi biết rằng ACMA đã tuyên bố là cần phải có sự đồng ý của khách hàng để gửi tin nhắn nhằm mục đích thông báo cho khách hàng về thông tin sự kiện quan trọng nếu những tin nhắn đó chứa tài liệu quảng cáo. Ngoài Ticketek, thì nhiều công ty trước đó cũng đã bị phạt vi phạm luật về thư rác, bao gồm DoorDash, Combank và My Car Tires and Auto. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.